Xin chào cả nhà, có một dòng hoa cháu Mai Canada đến viếng. Mới đem tới luôn. Em dòng hoa phải không? Hình như em để trước màu mộ nè. Cái dòng hoa mới nè, em để đây đi. Để đây nghe. Để đâu? Đặt đó có ai thấy đâu. Em đặt đây đi em. Đặt ngay trước này này, có người thấy nè, đặt chỗ này luôn cũng được. Rồi chiều anh dọn cho. Rồi quay ra anh quay phim chụp hình cái. Đẹp quá nha cả nhà. Đẹp quá. Cái hoa này là của cháu Mai Canada nha. Em shipper từ đâu lại rằng em? Họ hỏi shipper kìa. Shipper từ đâu em? Rồi shipper không trả lời thì từ Canada. Shipper từ Canada luôn. Cháu Mai Canada. Biến cậu nha. Này là của cháu Mai Canada nha. Rồi để anh chụp hình. Hoa này gồm có hoa hồng và hoa hồng thì hồng nè, hồng ba màu ha. Với lại cái hoa này hoa gì ta? Hoa này hoa gì? Hoa cúc à? Hướng dương. Hướng dương đẹp ha. Hoa hướng dương đẹp ha. Cảm ơn gì? Cháu Mai Canada. Hoa gì nữa kìa? Hoa này. Hoa trắng trắng á hả? Ừ. Thì cái trị giá của cái hoa này là vô giá nha cô chú anh chị ơi. Nếu mà theo Hương Trần nghĩ là cái này là cũng khoảng là 5 triệu á. Không hết đâu. Đó là anh bông, mỗi bông 15 ngàn. Anh để thì bao nhiêu vòng? Tính lên đi. Hoa hồng nhiều 15 ngàn hả? Ừ, 15 ngàn à. Ủa sao rẻ vậy? Hoa giờ rẻ vậy? Ngày xưa lúc mà thời học sinh hơn chừng mà mua tặng ghệ á, không một bông á, cái tới mấy chục ngàn mà giờ có nó có giá. Đâu rẻ chứ trời. Sao? Bông 20 ngàn à? Giờ bông 15 ngàn đúng không? Thì theo em thấy á, thì ở trên đây là bông hồng là 20 bông. Cũng cơm ra rồi, cô chú anh chị ơi. Bằng cơm ra. Thì tiếp tục là cúng chay cho cậu nha, cô chú anh chị. Rồi. Cúng chay cho cậu thì ở trên đây là gồm có 10 món, cô chú anh chị ơi. Quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem nha. Những món ngon cúng cậu à. Quá tuyệt vời luôn. Ê, thiếu nước chấm ta. Cơm mà không có nước chấm đâu mà. Thiếu nước tương đó mà. Thiếu nước tương. Để nước tương. Mai em mua lên một chai nước tương cho cậu. Anh chạy ra anh mua luôn đi. Đi. Không, tao bán cơm là người ta có đầy đủ rồi. Tại vì mình lấy thiếu á. Đúng gì đó. Lấy thiếu á. Chứ không có nước chấm. Thôi thì cậu ăn chay cũng được. Không, ăn chay không có nước chấm, có nước tương. Không, nhưng mà cậu ăn lạc rồi cậu đỡ bệnh. Thì thẳng qua clip này nói cô chú anh chị gửi chai nước tương lên đi. Nước tương mày cũng kêu gửi. Ông ấy mày ra ngoài mày mua cha nó nước tương hai mày chục mà cũng kêu gửi. Chai nước tương sao có chứ không phải không? Mày cầm máy tao đi lấy chai nước tương rồi tao bỏ chén tao xịt vô. Nữ anh ơi, anh mình nam thì mình quay phim thôi. Chia sẻ lên tất cả cô chú anh chị để cho mọi người xem nè. Ở phía bên trong cũng còn cúng nữa, quay phía bên trong hậu trường mới. Đây là cúng đất đai thổ trạch anh hùng khuất mặt của mày. Thời cúng đất đai sẽ có con dịch quay mà dịch đâu rồi? Dịch chưa có. Đất đai phải có con dịch. Ở phía bên trong đây thì cúng tới 40 món cô chú anh chị ơi. 30 à. Trả giá phải hết trả giá lại chút xíu. Con cộng thêm 10 món ở ngoài kia nữa là 40. Không mà nếu mà tính luôn mấy cái chai xanh nữa chắc hơn á. Ôi món ngon không nè, ở ngoài 10 món. Ủa mà sao thấy nhiều lắm ha. Ê, khán giả hỏi sao mà cúng cơm cho cậu mà thiếu chai nước chấm cho cậu kìa. Em phát hiện được chai nước tương rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, có nước tương cho cậu rồi thấy chưa? Nè bỏ nước tương nước chấm vô cho cậu một chén nước tương nước chấm đâu vô. Dạ. Ăn không có cho nước tương nước chấm gì. Bây giờ ông đi ăn quán ăn tiệm ông có bỏ nước chấm không? Có thì bỏ ra. Hồi món thì rất là nhiều luôn. Rồi mình gom mình bỏ mình cắp luôn ha. Bây giờ lúc trước còn review món chay, giờ không biết nói là món nào cũng ngon hết á, ăn hết rồi giờ review nữa. Nhưng mà trong mấy món này là thích nhất là món gì cô chú chị biết không? Canh đâu rồi? Tàu hủ dùng thịt đó, cái món đó rất là ngon nha, dùng
chay mà anh này chay mà sao có dùng thịt này cá được? Kho mặn cũng ngon nữa cô chú anh chị. Đâu cái này là cá kho mặn nè, cái này nè. Không phải, cái này là cái gì ta? Cá cơm kho mặn. Cơm bắp chuối á. Đủ không anh yêu? Bông chuối. Bông chuối á, đúng rồi, cái bông chuối. Miếng hả? Nói chung là đồ chay hết chứ mà người ta làm giả thôi. À thì đồ chay mà làm bằng mì căn là ngon nhất ha. À, không có gì quá. Đây nước chấm của anh Thân Vi Lóc đây. Trời ơi thấy không? Quá yêu đã. Cầu có nước chấm. Có bỏ cho cậu cho nước chấm rồi chị. Làm gì cũng phải có nước chấm á. Ở nhà hơn chừng cúng đám giỗ vậy nha, phải có nước chấm nước đồ cho đàng hoàng hết. Khoan chị bỏ mềm luôn. Rồi. 30 món. À, em cảm ơn chị Việt Kiều giấu tên. Sớt ra đây. Cô Việt Kiều với cái tên. Đó. Cô Mỹ Quỳnh nha. Rồi cô Mỹ Quỳnh. Có Rồi. Tưởng là dấu tên, bây giờ là cô Mỹ Quỳnh. Em cảm ơn cô Mỹ Quỳnh rất nhiều. Em cảm ơn cô. Ngày xưa mình đi học. Em cảm ơn chị, sao cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Ngày xưa kêu cô giáo bằng gì? Em với cô hay là cái gì? Kêu bằng em, cô giáo là kêu em hết. Em kêu bằng em với cô chứ không. Cái gì anh mang bọc hả? Ba chục món. Bây giờ là tới cái khâu quan trọng nhất là cô chú anh chị ơi, bật mí với cô chú anh chị ở đây rùi nhiều lắm, thì phải bọc bao ni lông lại. Rồi quá tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Đấy nó ra và mình gấp nó chạy đi ra đi gấp nè. À, thì cái màng này ở Việt Nam giờ có bán rồi nè, lúc trước là không có bán cô chú anh chị, bây giờ có bán rồi. Thì bán cái màng này nè, chứ lúc trước Việt Nam làm gì có cái màng này. Ở nước ngoài mới xài. Ôi vậy là nhà gùi dữ lắm mới xài chứ nhà hơn chừng không biết xài cái này ra sao, lên đây mới thấy cái này là cái gì á. Đó, quá đẹp. Sạch sẽ hợp vệ sinh cho cậu. Trời ơi, hợp vệ sinh cho tất cả mọi người, một mình hơn trần sao được. Ai bây giờ sống thời buổi này văn minh thế kỷ rồi. À, sống là phải có hợp vệ sinh, ăn mặc là đẹp đẽ rồi. Ăn uống cũng phải sạch sẽ. Thời trước còn có lãi, thời này đâu có còn lãi nữa đâu, thấy không? Rồi cô chú anh chị ơi, để mấy ảnh làm gì làm đi, hơn chừng ra đây tiếp tục trò chuyện ở ngoài đây cô chú anh chị.